Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phai răng khớp nối của đầu trục. Khớp này thường được dùng ở động cơ bơm hoặc nối trục đảo hoặc là ở hộp số giảm tốc. Lần này mình sẽ phai loại khớp nối hai răng. Mình sẽ tiện thêm một vòng tâm để lấy dấu. Bây giờ mình sẽ chia 4 điểm đều nhau trong vòng tâm mà mình đã tiện. Và kẻ nối các điểm để tạo thành một đường thẳng vuông góc. Như vậy, mặt trên của khớp nối đã được chia làm 4 phần. Và mình chỉ cần phai bỏ đi hai phần đối diện nhau là sẽ tạo ra được một biến dạng khớp nối hai răng. Đây là loại khớp nối hai răng. Còn đối với khớp nối ba răng, mình sẽ có một ví dụ khác. Đây là ống tròn mình đã tiện sẵn hai vòng tâm trong và ngoài. Mình cũng chia mặt trên của ống tròn thành 6 điểm trên vòng tâm và kẻ các đường thẳng đi qua nhau như thế này. Như vậy, ống tròn đã được chia thành 6 phần đều nhau và mình chỉ cần phai 3 phần không liên tiếp thế này sẽ tạo ra được biên dạng khớp nối 3 răng. Còn đối với loại khớp nối ba răng mà có sử dụng đệm cao su ở giữa, ví dụ mình sẽ chia làm 3 phần và kẻ các đường thẳng như thế này. Bây giờ mình sẽ phay răng có biên dạng đầu là 20 và đuôi là 35mm. Ở đây, bán kính của 35 là 17,5. Mình sẽ điều chỉnh 17,5 trên com 3 và quay trên đường thẳng có tâm lớn. Tiếp đến là bán kính của 20 sẽ là 10 và mình sẽ quay trên vòng tâm nhỏ. Và cuối cùng là mình sẽ kẻ các điểm lại với nhau. Như vậy mình đã chia được 6 phần. 3 phần đều nhau và 3 phần không đều nhau. Khớp nối này là khớp nối mềm hay còn gọi là khớp nối cao su. Ok, đó là một số chia sẻ của mình. Các bạn không hiểu thì có thể bình luận ở phía dưới. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lại với khớp nối hai răng. Mình sẽ cố định một khối vuông trên đường thẳng mà mình đã kẻ. Nó sẽ giúp mình căn chỉnh độ thẳng của phôi dễ dàng hơn trên máy phay. Đối với những khớp nối nhỏ thì mình sẽ kẹp trên đầu chế độ hoặc là kẹp trên eto của máy phay đều được.
Sau khi căn chỉnh đường thẳng của phôi thẳng với băng máy thì mình sẽ tiến hành phay bỏ đi hai phần mà mình đã đánh dấu. Tiếp theo mình sẽ phay khớp nối còn lại, mình sẽ thử kẹp trên eto. Cách này dùng cho những bạn không có đầu chia độ. Ok, sau khi phay xong, mình đã sọc thêm hai rãnh chốt. Như vậy, khớp nối của mình đã hoàn thành. Hy vọng qua video này các bạn sẽ biết thêm về cách chia cũng như là cách phay khớp nối. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.